Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một vài bình để trị cái đốm lá và bọ nhảy trên cây đậu phộng nhé. Có kết hợp với cả cái loại gói này nữa này. Cái số này sẽ đi về Bình Định để làm việc với cái vườn đậu phộng. Một cặp này thì các anh chị pha được 20 lít nước nhé, sử dụng cho đậu phộng để trị đốm lá này, đốm lá lạc đây nhé. Và bọ nhảy, bọ trĩ, rầy trên cái cây đậu lạc, đậu phộng lạc ấy. Gói này là thuốc phổ rộng phòng trừ được nhiều bệnh hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau này. Có kết hợp với thuốc đặc trị bọ trĩ và những con chích hút khác nữa nhé, cả bọ nhảy luôn, bọ phấn, bọ nhảy. Thuốc có tác động tiếp xúc vị độc lưu dẫn mạnh và phổ tác động rộng, hiệu quả diệt trừ nhanh và kéo dài đối với rầy rệp và nhiều loại côn trùng chích hút khác. Chỉ cần 18 gram là đã pha được một bình 20 lít rồi nhé. 18 gram cho 16 đến 20 lít nước này. Nó sẽ làm tê liệt những con côn trùng chích hút đi và chết cực nhanh. Một cặp pha cho 20 lít nước sử dụng để phun phòng hoặc trị đốm lá khô, lá lạc hoặc là bị sâu, bị những con bọ trĩ, rầy, con bọ nhảy tấn công trên lá, trên ngọn non, kể cả con rầy xanh luôn nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.